una, apre una, serve V, apre una, voilà, tipo la portuguesa. Apre un metro. Sim. É bom. É qualidade branca. É, são muito clarinhos, pensei que fosse não. Não, de pomme de terre blanche, ué. Foi aqui a velha. Sim, sim. Ah, eu não sei o que é que queres daqui. Não, não serve hoje. You know which one is what? English, assim, tá bom? Oh, you don't know. Mais um bocadinho? There is the ear. Ah, yeah, no. Oh, I love the sausage over there. Oh, just a bit. Isto aqui é porco, aqui é vaca. One brown, last one. This one chorizo? No. Plus sausage? Mm. Mm. Good. Good. Merci. Bon appétit. Pour cuire à l'jour. Sur la barquette, c'était marqué. Ça, c'est la vraie tripe de l'intestin pour manger. C'est un plat portugais. Ở Việt Nam on a le truc comme ça aussi, mais dans, on met un peu différent. Ouais. Ouais. Mình sẽ làm một ít nước ép dưa leo với cả bắp cải. Nó hơi bị khó uống nhưng mà mình vẫn uống được. Nước ép dưa leo rất là mát luôn. Còn cái vị của nước ép bắp cải thì nó hơi bị đắng đắng. Mình đang trên tàu để đi vào trung tâm thành phố. Hôm nay thì mình có hẹn uống cà phê với một chị bạn. Chị bạn mình là người Thái Lan. Chị rất là dễ thương luôn. Hai đứa mình quen nhau ở lớp học tiếng Pháp. Mà hiện tại thì chị không có ở Geneva, chị đang ở Dubai. Lần này thì chị tranh thủ đến Geneva được vài hôm cho nên chị muốn gặp mình. You want to have some sandwich and stuff? No. Today I'm eating vegan. Yeah, me too. Yeah. Vegetarian. Yeah. It's Buddhist. Full moon.
Yeah, I try to eat as possible. Yeah. But it's, you can have cheese and eggs, right? Yeah, but it's okay. I don't want to. You don't want to. No. It's yummy. Mixi. Ah no, there's about there. There. Oh, ice. Yeah. Ice. It's good. Yes. Where? Sit here. Yeah. My girl. Because my name sometimes they cannot write, you know, number one. Hai tụi mình ngồi tám đủ thứ chuyện trên trời, sau đó thì bắt đầu đi dạo. Yes. Tụi mình tranh thủ đi shopping một tí, sau đó thì chị bạn mình phải lên máy bay và đi về. Truyền thống của Hàn Quốc. Bố chồng mình có trồng hai loại bí ngòi, một là bí ngòi bên ngoài, hai là bí ngòi Hàn Quốc. Giờ mình sẽ đập vào đây hai quả trứng. Sau khi ta áo bột vào bí ngòi xong thì chúng ta có thể bắt đầu chiên. Mình có pha một ít nước tương để chấm chung, pha tương và giấm. Mời mọi người ăn nha. Gió mát. Rất là ngọt luôn. Mùi trứng thì thơm thơm, còn bí ngòi thì mềm mà ngọt. Ngon. Không nhận ngon.
sáng hôm nay của mình là một ly nước ép tí ngòi. Video tuần này của mình đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ mình nha. Bye bye.